Rồi, hello anh em, chào mừng anh em sẽ kênh của mình Phụ Tùng Ô Tô Nhật Đức nhá. Hôm nay thì mình lại đang review tận cảnh quay cho các bạn xem qua cái tay gương cầu Hyundai EX8. Con này thì nó sẽ lắp vừa với hai dòng EX8 ở Việt Nam, đó chính là Hyundai EX8 bản đủ và EX8 bản thiếu GT. Thì dòng này thì sẽ lắp trực tiếp vào cái trụ kính ở hai bên, bên và bên phụ. Và địa điểm mắt thì mình đã có rất là nhiều video rồi, các bạn có thể vào lại kênh của mình là Phụ Tùng Ô Tô Nhật Đức trên YouTube, và các bạn vào Facebook, và các bạn vào Google, các bạn gõ lên tay gương cầu EX8 hàng xịn theo xe thì nó sẽ lên cái tay gương cầu này luôn. Đây là hàng xịn theo xe các bạn nhé, được nhập khẩu từ nhà máy Hyundai. Đây biểu tượng đây các bạn này, biểu tượng Hyundai Kia này, ở đây là mã này. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, đây nó sản xuất tại China nhưng mà xuất sang cho hàng Hyundai nhà máy xịn, chứ không phải là hàng Trung Quốc sản xuất các bạn nhé. Trung Quốc sản xuất nhưng mà đây sản xuất cho nhà máy Hyundai. Đây là toàn bộ gương nó sẽ đóng dấu mác Kia và Hyundai, đây là cũng xịn đấy các bạn nhá. Còn chân của nó sẽ khác hoàn toàn với những cái tay gương thị trường. Đấy, chân của nó rất là khác hoàn toàn đó các bạn thấy không. Đây là toàn cảnh chiếc tay gương cầu đấy các bạn nhìn này. Đấy các bạn nhìn tay gương cầu này, mã mủng đàng hoàng đằng sau này. Đây còn đây là mặt của nó gương này. Đấy, mặt gương rất là led luôn. Ok cho anh em Phụ Tùng Ô Tô Nhật Đức này các bạn này, đó các bạn thấy không. Đấy, mặt rất là led luôn. Đấy, đây là tem mã vạch các bạn này, đó đây là tem mã các bạn nhá. Con này 5M100 đấy, xịn sò 100% luôn. Đấy, con này là anh em nào mà muốn không tìm hiểu lắp như thế nào thì các bạn có thể vào lại kênh của mình. Đấy thì mình, hoặc là các bạn có thể inbox trực tiếp Zalo cho mình theo hai số điện thoại đây. Đó, hai số điện thoại đây, và Facebook, Zalo, YouTube được hết. Thì mình sẽ comment gửi đường link cái video cho các bạn xem, các bạn bắt theo vị trí mà các bạn ngồi và cái hướng dẫn các bạn bắt từ A đến Z. Lúc này thì mình đã lắp rất là nhiều trong thời gian vừa qua rồi. Và đây đặc biệt là cái gương mình nói lại là gương hàng xịn chính hãng. Về Việt Nam thì người ta cắt bớt đi, còn chính xác bên Hàn Quốc thì nó là có gương này theo xe các bạn nhé. Đấy, hẹn gặp lại các bạn thử tiếp theo. Ok cho anh em. Đấy, gương này thì bắt như thế nào thì lại quay lại cái chủ đề, thì chúng ta sẽ có hai kiểu bắt, một là kiểu bắn binh tán rút gen inox, hai là các bạn nếu ở xa không có súng như kiểu mình làm trong video ấy thì bạn có thể dùng cái đinh tán gọi là đinh tán tôn đấy, gọi là bắt cái đầu tám đấy, các bạn bắn trực tiếp vào cho mình và sau đó các bạn dùng keo silicone các bạn bôi để cho nó định vị cái phần bàn chân này lại. Đấy thì nó mới chắc, còn các bạn bắn keo bắn vít không mà không bắn keo thì nó sẽ bị lung các bạn nhá. Đấy ok các bạn, còn nếu các bạn chưa hiểu nữa thì các bạn có thể vào lại xem kênh của mình xem lại cái cách mình bắt và cách hướng dẫn mình xử lý cái tình huống mà bắt cái tay gương cầu phải cho nó chặt. Ok anh em nhá, còn đây là gương xịn chính hãng theo xe luôn. Đó, ok, hẹn gặp lại mọi người sản phẩm tiếp theo.